Sell in my and go away là gì? Vì sao dân chơi chứng khoán phải biết thuật ngữ sell in my and go away, sell in my and go away là gì? Đó là một câu nói nổi tiếng trong thế giới tài chính dựa trên hồ sơ lịch sử về hoạt động kém hiệu quả của nhiều loại cổ phiếu khác nhau. Bỏ phiếu cho 6 tháng từ tháng 5 đến tháng 10. Vì sao dân chơi chứng khoán phải biết thuật ngữ sell in my and go away? Hôm nay Dotulagi sẽ giải đáp thắc mắc này cho bạn bán tháng 5 và ra đi đề cập đến một câu châm ngôn nổi tiếng trong thế giới kinh doanh và tài chính. Thuật ngữ này đề cập đến một chiến lược đầu tư cổ phiếu dựa trên lý thuyết rằng thị trường chứng khoán hoạt động. Tháng 5 đến tháng 10. Ngược lại, thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh hơn đáng kể từ tháng 11 đến tháng 4. Với chiến lược này, họ sẽ bán cổ phiếu vào đầu tháng 5 hoặc cuối mùa xuân và giữ lợi nhuận bằng tiền mặt. Sau đó, các nhà đầu tư sẽ đầu tư trở lại vào tháng 11 hoặc cuối mùa thu. Bằng cách làm theo chiến lược này, các nhà đầu tư sẽ tránh nắm giữ cổ phiếu trong những tháng mùa hè đi đông, đi tây, cũng trở lại chiến trường mà anh em ta chiến đấu. Vậy bán làm gì trong tháng 5? Bán trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam vào tháng 5 này. Tháng 5 được coi là một tháng tồi tệ Hãy tóm tắt kết quả hoạt động của VN-Index trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam qua 13 năm, năm 2006 đến năm 2018. Tháng 12 năm 2018, chỉ số này tăng từ 307,5 điểm lên 892,52 điểm, chưa tính cổ tức tương ứng mức tăng bình quân 8,5% một năm chiến thắng là 1.29%, bình quân một tháng 13 năm là 0.685% kết luận đầu tư vào tháng 5 trong suốt 13 năm 2006 năm 2018, kết quả chung không tốt và kém trung bình các tháng khác 2 điểm phần trăm một tháng. 7 phần 13 chu kỳ và mức tăng là 6 phần 13 chu kỳ VN Index dao động rất mạnh trong giai đoạn đầu, cực đoan hơn và bình lặng hơn trong giai đoạn sau. Các điểm hàng đầu bán và đi vào tháng 5 là một phương châm đầu tư cảnh báo các nhà đầu tư không nên bán cổ phiếu vào tháng 5 và chờ đợi trước khi tái đầu tư vào tháng 11. Từ năm 1950 đến khoảng năm 2013, chỉ số Dow Jones đã đạt được lợi nhuận thấp hơn trong giai đoạn tháng 5 đến tháng 10 so với giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 4. Tính đến năm 2013, số liệu thống kê cho thấy mô hình mùa vụ này có thể không đúng như vậy. Nó đã ngừng hoạt động và những người theo dõi của bạn có thể bỏ lỡ lợi nhuận đáng kể trong sàn giao dịch. Một ví dụ về bán và đi vào tháng 5 từ năm 1950 đến khoảng năm 2013, chỉ số Dow Jones chỉ có lợi nhuận trung bình không? 3% trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10, so với mức tăng trung bình 7,5% trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 4. Theo Forbes, mô hình giao dịch theo mùa không xác định là khối lượng giao dịch thấp hơn do kỳ nghỉ hè và dòng đầu tư gia tăng trong những tháng mùa đông do nó góp phần vào sự phân kỳ phát triển thị trường giữa tháng 5 và tháng 10 và tháng 11. Tuy nhiên, các số liệu thống kê gần đây cho thấy mô hình theo mùa này có thể không còn được áp dụng nữa. Theo một bài báo tháng 5 năm 2018 trên tờ Investor Business Daily, cổ phiếu bị mất giá nếu một nhà đầu tư bán cổ phiếu vào tháng 5 năm 2016. Nasdaq đóng cửa ở mức 4.775,36 vào tháng 4 năm 2016, nhưng đóng cửa cao hơn vào tháng 5 và tăng vào cuối tháng 6. Nasdaq tăng 55% kể từ cuối tháng. Từ tháng 6 năm 2016 đến hết tháng 1 năm 2018, thay vì bán và đi vào tháng 5, có nghĩa là bán và đi vào tháng 5, một số nhà phân tích đề xuất một vòng quay. Chiến lược này có nghĩa là các nhà đầu tư không rút vốn mà thay đổi danh mục đầu tư và tập trung vào các sản phẩm có thể ít bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm theo mùa của thị trường vào mùa hè và đầu mùa thu. Chẳng hạn như cổ phiếu công nghệ hoặc chăm sóc sức khỏe. Tất nhiên, nhiều nhà đầu tư bán lẻ với mục tiêu dài hạn tuân theo chiến lược mua và giữ quanh năm. Chỉ cần rút vốn của bạn trừ khi có sự thay đổi về các nguyên tắc cơ bản trong quá trình này. Đầu tư của bạn khi nói đến việc bán vào tháng 5, một số nhà phân tích khuyến nghị các khoản đầu tư có thể tái tạo. Chiến lược này có nghĩa là thay vì rút tiền đầu tư, các nhà đầu tư thay đổi danh mục đầu tư và tập trung vào các sản phẩm ít bị ảnh hưởng nhất bởi sự tăng trưởng chậm theo mùa của thị trường vào mùa hè và đầu mùa thu như công nghệ hoặc sức khỏe tất nhiên nhiều nhà đầu tư bán lẻ với mục tiêu dài hạn và chiến lược mua và nắm giữ gắn bó với cổ phiếu quanh năm trừ khi các nguyên tắc cơ bản của chúng thay đổi đầu tư vào bản thân xác định bạn thuộc nhóm nhà đầu tư nào trước tiên bạn cần hiểu mình đang đầu tư vào lĩnh vực nào khi đầu tư vào các kênh an toàn hãy tin tưởng vào cà phê phi đừng quá bị ảnh hưởng bởi bán trong tháng năm và nếu bạn đầu tư vào những ngành ăn khách đi nghỉ hãy tìm phương pháp đầu tư phù hợp hoặc thậm chí giảm lỗ và thoát khỏi thị trường và luôn nhớ rằng là một nhà đầu tư có chiến lược đầu tư cổ phiếu dài hạn bạn không phải lo lắng về những diễn biến ngắn hạn trên đây là những chia sẻ về câu nói tiếng anh về chứng khoán mà các bạn không nên bỏ qua hiểu rõ được điều này sẽ giúp cho các nhà đầu tư tránh được và đưa ra sự lựa chọn đầu tư chính xác thu lại lợi nhuận cao hơn hy vọng những chia sẻ của đầu tư là gì sẽ giúp các bạn giải quyết những thắc mắc về cách mua hoặc bán cổ phiếu trong thị trường chứng khoán việt nam để hiểu thêm về thị trường chứng khoán cho người mới bắt đầu thông tin đầu tư sẽ giúp bạn đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn chúc các bạn đầu tư thành công ngoài ra bạn có thể tham khảo bài viết những quy luật bất biến của ttck việt nam bạn cần biết để hiểu hơn về thị trường chứng khoán nhé lựa chọn đầu tư là ở mỗi người nhưng lựa chọn đúng sẽ quyết định rất lớn đến thành công trong tương lai chúc các bạn thành công